không phải Lệ Hằng đúng không? Mình đã quay về rồi sao? Mình đã quay về rồi sao? Rõ ràng là mình thiệt rồi. Chứ đâu phải tôi đang mơ. Dạ thưa ông. Ủa? Con Mẫn? Sao mày lại mặc bộ đồ của bà ba? Dạ, trước khi đi, bà ba có để lại cho con mấy bộ đồ. Mày làm ông tưởng bà ba quay về, vậy con trầm hương có phải mày đốt không? Dạ con đốt. Vì bà nói ông rất thích loại trầm hương này đó đa. Mày có biết bà ba giờ đang ở đâu không? Con không biết. Ông có sao không? Coi bộ ông không được khỏe lắm. Để con lấy nước ngâm chân cho ông nha. Mình thấy có dễ chịu không? Trước khi đi, bà đã dạy con cách hầu hạ chăm sóc ông. Bà nói chân ông bị phong thấp, cho nên là phải ngâm nước nóng mỗi đêm. Lúc đầu á, nên cho nửa bàn chân vào trước, rồi từ từ ngâm cả bàn chân. Ông có thấy dễ chịu không? Lệ Hằng, chỉ có em mới hiểu được ý của tôi thôi. Khi nào ông thấy mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi đó đa. Chứ ông mà ham công tiếc việc quá, e sẽ làm tổn hại đến sức khỏe.
Sao không bước vô phòng đi? Phòng này là phòng của cô mà. Coi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Sớm mơi rồi tôi sắp xếp. Dạ. Coi bộ chị có chuyện chi phiền em hả? Phiền gì đâu nè. Chứ không phải chị thấy phiền vì em khen chị ba hết lời sao? Ôi, tôi thừa biết cô đãi bui cho vui miệng thôi, chứ cô có ưa chi con nọ đâu. Chị thiệt tài quá à. Em ghét nhất là cái thói lúc nào cũng làm ra bộ hiền lành cam chịu, đặng làm đàn ông dễ bị siêu lòng đó đa. Nói nào ngay, diễn trò đó đâu có khó chi. Em còn diễn hay hơn chứ. Nào giờ tôi chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Tôi còn không muốn dòm tới cái mặt nó nữa. Chị có muốn hay không thì chị ba cũng quay về sống chung một nhà rồi. Thì có tránh được đâu. Nó nhỏ nghen, liệu mai mốt nó biết được chuyện con Mận, nó xử sự làm sao chứ. Ôi, chị lo làm chi. Em còn mong chủ tớ nó trở mặt hại nhau cho nư giận. Chị em mình không cần ra tay, mà cũng có người thay mặt mình trừng trị cái con phản chủ kia. Mình cứ chờ tới lúc đó, đổ thêm dầu vô lửa, nghen chị. Chà chả, em nói đúng ý chị quá đà. Phải để tụi nó tự hại nhau mới sướng chứ. Lệ Hằng sẽ phải teo ruột héo gan khi biết con hầu thân tín của nó phản bội. Còn con kia sẽ bị chính chủ nó ra tay hại chết. Mới nghĩ tới đã thấy vui rồi. Nhưng ai sẽ đi gặp Lệ Hằng để học lại chuyện con Mận đây? Chị cứ ở đó chờ. Việc này để em làm cho. Chị ba. Em Tư, tìm chị có chuyện chi sao? Dạ không, quẩn quá nên em qua chị chơi. Chà, phòng chị sắp xếp đồ đạc gọn gàng, coi đẹp quá đa. Cái giường này nằm ngủ ấm ghê hen chị. Chứ em còn chuyện chi khác không? Em muốn nói chuyện riêng với chị ba. Mận à, em ra sao nấu cho tôi ấm nước để chút nữa tôi tắm nghe không? Dạ. Mận là người hầu riêng của chị hả? Nó theo chị từ nhỏ. Gia cảnh nó nghèo hèn, đáng thương lắm. Từ ngày chị đi lấy chồng, nó cũng theo chị về đây tá túc luôn. Coi mồi cũng đẹp đẽ sắc sảo quá chứ. Là phận tôi đòi, nhưng dòm cũng thông minh lanh lợi lắm. Cớ chi em để ý đến Mận lung vậy? Chị nuôi nó từ nhỏ, vậy chị có tin nó một lòng một dạ với chị không?
Em hỏi gì kỳ khôi vậy? Em hỏi thiệt, chứ có giỡn chơi đâu nè. Hồi giờ, Mận chưa làm điều chi mít lòng chị. Nó ở với chị đã lâu, nên thông tỏ tánh ý chị lắm. Có khi chị chưa nói, mà nó cũng đã hiểu ý chị muốn gì rồi. Em nói coi, chị không tin nó, thì tin ai chứ? Chị nhẹ dạ, tin người lung quá, nên mới bị họ gạt đó. Nó dụng lúc không có chị ở nhà, nó thay đồ của chị, giả làm chị, để rù quến ông đó đa. Em nói sao? Mận, nó... Em không nói quan cho nó đâu. Em tức là vì chị thương nó như vậy, mà nó lại lấy quán trả ơn chứ. Con này đúng là quân phản chủ. Chị phải trị cho nó biết tai đó đa. Mận dám làm chuyện bất chánh như vậy đó đa. Không, chị không tin nó to gan như vậy. Chị ba, chị muốn tỏ mọi việc thì cứ lập trước thử nó đi. Thử? Mà thử làm sao chứ? Con Mận đợi lúc chị không có nhà, nó vào phòng giả đò dọn dẹp. Nó mặc đồ của chị, đốt hương trầm mà chị thường xong, đặng mê hoặc ông. Hai người đã bày chuyện tằng tiểu ngay trong phòng chị đó đa. Mận làm chuyện nhơ nhuốc đó thiệt sao? Nếu chị hỏi, chắc chắn Mận sẽ chối. Chi bằng chị giả đò đi đâu đó một đêm rồi lén quay về. Em nghĩ đến lúc đó chị sẽ tin những điều mà hôm nay em đã nói. Thôi em xin phép về phòng nha chị ba. Em đã xin phép ông. Hôm nay em sẽ đi chùa cúng tạ lễ. Chắc em ở lại chùa qua đêm, sớm mời em mới về. Em nói qua với chị một tiếng để chị biết đó đa. Ông đã gật đầu, sao chị không dám cho chứ. Nhưng em tính đi một mình đa. Chớ chi em lại không cho con Mận theo, đặng nó xách đồ đạc cho đỡ mệt. Dạ, em đi một mình. Để Mận ở nhà còn lo công chuyện chị à? Vậy thì tùy em. Mà sao từ ngày em về tới giờ, coi mồi con Mận nó tránh né em sao đó đa. Thấy nó không hay vô phòng em như trước đây nữa phải không? Dạ, cũng bình thường mà chị. Có điều lóng rài nó mận công chuyện nhiều quá, cho nên là nó không có thời gian chuyện trò với em. Chị hỏi chơi vậy thôi, chứ việc đó có can hệ chi đến chị đâu nè. Em khỏi phân bua chi cho mất công. Dạ, vậy em đi sớm, kẻo trời nắng nghe chị. Em đi đi. Ông về rồi hả? Ông có mệt không? Ông vào nằm nghỉ đi. Hay là để con lấy nước ngâm chân cho ông nghe. Cớ chi chị lại quay về giờ này? Chứ không phải sớm mơ chị mới về. Em làm gì ở đây vậy Mận?
Em muốn tôi không về, đặng thay thế chỗ của tôi phải không? Dạ. Chị nói gì lạ vậy? Chị nghe người ta xì xào chuyện của em, nhưng chị nhất quyết không tin. Bởi chị thương em, tin em lung lắm Mận à. Mận, em có thể dối gạt chị vậy sao? Em dám làm chuyện bất nghĩa với người đã cưu mang em sao? Em làm chị đau lòng quá đa. Em làm như vậy có khác gì cầm dao đâm sau lưng chị chứ? Chị ơi, chị tha tội cho em. Em không muốn như vậy. Em bị ông ta cưỡng ép. Chị không tin em nữa. Trước đây em luôn cận kề bên chị để an ủi, lo lắng cho chị. Khi chị buồn tuổi, chị bị người ta rẻ rung, hiếp đáp, thì em tìm mọi cách để giúp cho chị vui. Chớ gì mà em thay đổi tánh hết luôn vậy hả Mận? Em nói em mang ơn chị suốt đời, nhưng chính em là người giống ơn bội nghĩa đó đa. Em nói thiệt đi. Thiệt ra em đã dối gạt, lấy quần áo của chị, lập mưu lập kế để dụ dỗ ông phải không? Chị ơi, em biết tội của em to lắm. Ai biểu mày tham lam quá chi hả Mận? Phận mình nghèo hèn mà cứ muốn làm phu nhân, cho đáng cái đời mày nghe. Còn nữa, để mày coi, sẽ có người tới đổ thêm dầu vô lửa đó đa. Trời ơi, chuyện chi vậy chị ba? Sao chị lại rầy con Mận luôn vậy? Nó hư nên chị dạy dỗ chút đỉnh thôi. Em bận tâm làm gì chứ? Mận, tội mày to lắm nghe không? Mày chọc giận chị ba, làm chị tái xanh mặt mày kia kìa. Nào giờ chị ba có to tiếng với ai đâu nè. Con kiến á, chị ba còn không nỡ làm đau, vậy mà chỉ là tát tay mày. Chắc mày gạt chị chuyện chi lớn lắm phải không? Mày thiệt là quá lắm nghe. Thấy chị hiền mày dám khinh nhờn sao? Con biết tội rồi, con xin bà tha thứ cho con. Chị ba, em coi mồi nó cũng hối hận rồi, hay chị bỏ qua cho nó đi chị? Chuyện này không thể bỏ qua, tôi phải nhờ chị hai phân xử cho ra lẽ, đặng còn răng người ăn kẻ ở trong nhà. Chuyện gì vậy hả? Chuyện gì mà sùm vậy hả? Chị hai, chị là người cai quản việc nhà, vậy chị phân xử giùm em việc này. Nếu đầy tớ mà bày kế mê hoặc ông chủ thì việc đó phải xử như thế nào vậy chị hai? À, hôm nay tao nghe thiên hạ sầm xì việc này, nhưng chưa có chứng cớ nên mới để yên cho mày đó đa. Mày to gan quá Mận. Mai là có em ba lanh trí dũng trước này nên mới hiện nguyên hình. Mày còn dám chối nữa không hả? Mày làm nhơ nhuốc cái nhà này rồi, mày biết không hả? Mày biết không? Cái con này nè. Kìa chị hai, chuyện chi cũng từ từ. Mận nó là người hầu của chị ba thì cứ để cho chị ba rầy, chứ chị làm vậy khác chi chị bị mặt chị ba chứ. Nó là người hầu của ai cũng mượt kệ, tôi là người cai quản việc nhà nên bất kể ai làm tổn hại đến danh dự gia đình tôi đều có quyền trách phạt. Nè, cái con quỷ này nè, đầy tớ mà dụ dỗ ông nè, cái con này nè, cho mày chết nè. Hải đâu? Dạ. Nhốt nó vô nhà kho chờ lệnh tao. Dạ. Dạ. Bà ba. Em ba. Dạ. Em cũng có lỗi trong việc này đó, chớ chi em không dạy dỗ người hầu để nó làm chuyện bại hoại gia phong như vậy. Thiệt là nhục nhã quá đà. Dạ, em biết mình có lỗi, cũng tại em tin nó quá nên mới bị nó gạt. Chị hai,
mình có nên thưa qua việc này với ông và chị cả không? Khỏi. Việc này á, tôi sẽ tự định đoạt. Gia pháp đã có thì cứ theo vậy mà xử. Để coi mai mốt nó còn dám lấy nhan sắc ra dụ dỗ đàn ông nữa hay không. Dạ thì tùy chị. Chị cứ xử lý theo phép nhà. Thôi, chị cũng đừng tức giận mà sanh bệnh đó đa. Tuy nó theo chị từ nhỏ, nhưng lòng dạ con người ai mà thông tỏ chứ. Việc này cứ để chị hai xử thẳng tay, đặng làm gương cho người ăn kẻ ở trong nhà. Chị nghỉ ngơi đi, em về phòng đây. Anh muốn nói gì thì nói, chứ đừng có làm thinh như vậy. Có phải anh muốn hỏi cớ chi tôi làm vậy đúng không? Ờ, tôi là hạng đàn bà hư thân mất nết đó. Thiên hạ ai cũng nói vậy hết mà. Mận à, ba biết trong lòng em có nỗi khổ. Cớ gì em không phân tỏ mà lại làm thinh như vậy, để rồi bị mang tiếng xấu. Qua còn nhớ hôm trước em đã nói với qua là cái việc ông hội đồng có ý dòm ngó em rồi mà. Tôi nói ra liệu có ai chịu tin không? Chứ chẳng lẽ em chịu oan ức như vậy? Anh Đực, anh có tin tôi không? Có, qua tin em mà. Vậy á thì anh phải tìm cách gặp ông hội đồng, nói rõ sự tình, mai ra ông cứu được tôi. Chàng ơi, vậy mà qua không nhớ ra việc này. Để qua tìm gặp ổng để kêu quan cho em nghe. Nhưng mà qua nghe nói là hình như ngày mai ổng mới về. Nè, anh nhớ lựa lúc có đông người rồi hãy nói ra. Sao vậy em? Anh khờ quá. Nếu anh nói chuyện này ra lúc đông đủ mọi người thì bà cả và ông á cũng sẽ biết hết mọi việc, và bà hai á cũng sẽ không dám ra tay với tôi. Còn như anh chỉ nói với một mình ông hội đồng á thì ông á sẽ hỏi lại bà hai, và bà sẽ đổ hết mọi tội lỗi cho tôi. Anh hiểu chưa? Mà nè, anh nhớ phải nói làm sao cho ông hội đồng nhận là có tình ý với tôi nghe không? Qua hiểu rồi. Em thiệt là thông minh đó đa. Thông minh cái nỗi gì chứ? Thông minh mà bị nhốt ở đây sao? Em yên tâm, nhất định qua sẽ giúp cho em giải quan và thoát khỏi nơi này. Chờ qua nghe, đừng bỏ đi nghe. Qua đi á. Anh Được, tôi đành phải gạt anh, đành thoát khỏi cái cảnh ngặt nghèo này. Anh đừng trách tôi nghe. Dạ, chào bà. Ông à, hôm nay bà cai tổng ở lại dùng cơm với nhà mình. Em hai, sai sắp nhỏ dọn cơm mời khách quý nghe. Dạ, bà dị tình đến dùng cơm với gia đình thiệt là quý quá. Tôi đã sai nhà bếp làm bữa cơm thiệt ngon á, đặng đãi bà rồi. Dạ, cơm đã dọn lên, mời bà vào dùng. Dạ mời. Ông hội đồng ơi! Đức! Đức ơi!
Đất ơi! Ông hội đồng! Đất! Con lại ông! Con xin ông! Hãy cứu mạng của Mận! Có chuyện gì mà la lối ông sòm vậy? Nhà đã có khách, sao lại để đầy tớ làm chuyện hỗn hợp như vậy hơ? Thằng này điên hả? Lão Tam! Dạ! Lôi nó vô nhà trong mau lên! Dạ dạ! Đi được ơi! Đi! Năn nỉ mày mà! Không. Đi vô đi đâu! Tôi phải nói! Đừng có nói! Dạ thưa hội đồng! Mận cũng gì ông? Mà đang bị hành hạ lung lắm đó! Thật ra cổ qua lại với ông là do ông thích cổ, chứ cổ đâu có rùa quến với ông đâu mà cô bị người ta vu oan như vậy. Dạ. Dạ, ông tha lỗi cho tôi. Tại tôi tín dụng gia pháp, trị tội hỗn sự của con nọ xong á, mới trình cho ông hay. Ai dè, nó không cam tâm, nó suối bậy thằng đực, làm tanh bành mọi chuyện ra như vậy. Con mấy đứa đệ tử, mà không vậy được hả? Bây giờ, việc xấu thiên hạ tràn động rồi, mà tính sao đây? Dạ, để tôi biểu sắp nhỏ trói nó lại, đập một trận. Rồi bêu xấu nó ngoài chợ, cho nó chừa cái thói hóng hớt. Bà tính lập ông sòm một việc lên nữa hay sao? Tôi giao việc nhà cho bà cai quản, thì bà phải để mắt tới mọi gì trong nhà. Phải biết việc mình cần làm chứ. Cứ gì bà để tiếng xấu lan ra khắp nơi, rồi thiên hạ họ dè biểu. Nói ông chủ mà tăng tiểu với con ở, hay lắm hay sao chứ? Tôi không ngờ sự thể lại ra nông nổi như vậy. Bà im đi. Bà chỉ được cái đó nhiều, chứ chẳng làm được gì chi cho đường hoàng. Tôi rồi giao bà cả cái quản việc nhà cho tôi. Dạ, tôi sẽ giao lại việc cai quản nhà cửa cho chị cả. Nhưng trước mắt cũng phải lo giải quyết chuyện này cho im xuôi chứ không. Vậy bà tính sao? Tôi thấy á, người có tội lớn nhất là con Mận. Mình phải bắt nó ra thú tội trước mọi người. Là nó dùng bùa ngải dụ dỗ ông. Tưởng bà có ý chí hay chứ. Chứ nói chuyện tầm xàm mà nghe lọt lỗ tai sao? Còn bà cả, bà có cách chi không? Mận đó là người hầu của em ba. Vậy mình nên thử hỏi coi ý cổ sao? Lê Hằng, cô nói đi. Dạ, việc đã dĩ lỡ rồi thì khó lòng mà bưng bít. Thôi thì dụng con nước lên đặng đẩy thuyền, để dẹp bỏ tai tiếng thị phi, chi bằng ông chánh thức cưới Mận làm vợ lẽ. Ý em ba, em khéo nói kỳ khôi vậy đa. Con Mận là đứa tôi tớ, sao lại xúi ông cưới làm vợ lẽ? Việc này sẽ làm nhục nhã cho dòng tộc đó ra. Dạ, em cũng xin được chen vô một câu. Chị ba vốn là người nhân từ độ lượng, nên chỉ xử việc gì cũng hòa hưởng, không làm mất lòng ai. Riêng việc này em thấy chị xử vậy là hạ sách đó đa. Không lẽ vì qua lại với con hầu một đêm mà ông phải cưới nó làm vợ lẽ đa? Thân phận của ông cao quý như vậy mà chị dám đặt ngang hàng với cái thứ trôi sông lạc chợ như vậy hả chị ba? Chị cả, chị lên tiếng đi chứ. Nói nào ngay, gia pháp của nhà này rất nghiêm. Nào giờ chưa có thông lệ, người hầu được lấy ông chủ. Huống chi là một người có chức quyền cao vọng trọng trong xã hội. Tôi e việc này sẽ làm cho ông thân bại danh liệt đó đã. Tôi không ngờ em ba lại rộng lượng như vậy. Chứ hồi đó ai là người không muốn ông cưới Thanh Thanh về làm vợ vậy em ba? Mới đó mà em thay đổi mau thiệt. Muốn đưa con Mận lên làm bà sao? Bộ em có toan tính chi hả em? Chị hai, việc nào ra việc đó. Chị móc mẻ em làm chi? Em chỉ nói ra ý mình,
Chứ ông mới là người quyết định mà. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Tôi thấy đây là một điều sỉ nhục cho gia đình và cả dòng họ đã ra. Chứ chuyện này mà xảy ra, tôi sẽ chết trước mặt cho ông coi. Hãy im đi. Còn nói sằng bậy nữa, coi chừng tôi đó. Cô vừa lòng chưa hả? Cô bài mưu lập trước, lôi kéo con nọ về phe cô, rồi xúm vô hại cái nhà này phải không? Tôi thiệt không ngờ lòng dạ cô hiểm ác quá đa. Nhưng cô đừng có đắc thắng. Việc trong nhà này ai nhúc nhích rục rịch tôi đều biết hết. Để coi tôi lấy quyền cai quản nhà cửa xử con mặn ra sao nghe. Chứ tự dưng sao chị lại gán tội cho em như vậy? Chị đừng nghĩ vậy mà quan cho em đó đa. Mà chị quên rồi hả chị hai? Chuyện trong nhà này là do chị cả quyết định. Ông vừa mới nói khi nãy rồi mà. Em hai, đừng có nóng tánh rồi gây thêm chuyện ồn ào. Để tôi dò ý ông coi sao, rồi tôi sẽ nói chuyện. Có phải mình không vui vì mấy cái chuyện lào xào trong nhà trong cửa sáng nay không? Thôi, mình đừng giận làm chi cho thất công. Chẳng qua việc này mới mẻ quá, cho nên mọi người chưa chấp nhận được. Tôi thấy việc đó có chi lạ đâu nè. Cũng do họ ích kỷ, nhỏ nhen quá, nên mới làm rần rần lên như vậy. Mình cũng phải thông cảm cho mấy chị với em Tư chứ. Đàn bà mà mình hận ghen là thối thường tình. Ông trời đã định tánh ý cho họ như vậy rồi đó ra. Ủa, chứ mình thì sao? Mình không ghen nên mới chịu cho Mận làm vợ lẽ của tôi, phải không? Thì em cũng là đàn bà, nhưng em biết suy tính thiệt hơn. Em thấy được cái việc á mà họ không thấy. Mình thấy được việc chi? Nói tôi nghe coi. Em thấy vì sĩ diện của mình và danh dự của gia đình mình mà bỏ đi việc ghen tuông ở trong lòng. Nếu mình chánh thức lấy Mận làm vợ lẽ thì thiên hạ họ hết chuyện để bàn tán hay nói ra nói vô. Người trong nhà đã chấp nhận thì mắc chi người ngoài họ trộn rộn chứ. Mình thấy em nghĩ như vậy có đúng không? Chớ chi mà ai cũng nghĩ được như mình thì tôi đâu có phiền. Nhưng sao trước đây mình không chịu cho tôi lấy Thanh Thanh mà giờ lại vui vẻ với việc con Mận vậy nè? Mình nhắc lại chuyện cũ làm chi? Thiệt ra, sau khi nếm trải cay đắng mùi đời, em mới thấy quý cái chân tình mà mình dành cho em. Giờ thì em đã thông tỏ mọi việc. Mình có lấy thêm bao nhiêu vợ nữa thì cũng không hề trọng. Miễn sao mình vẫn thương, vẫn trọng em là được rồi. Mình phân tách trúng ý tôi lắm. Hỏi sao trong nhà này tôi không trọng mình nhất chứ? Mình nói vậy ai nghe được là họ cười em chết. Nhưng em hỏi thiệt, mình có muốn danh chánh ngôn thuận lấy Mận không? Việc đó thì tôi muốn, nhưng em chỉ cần mình thiệt lòng muốn lấy Mận, những việc còn lại mình để em tính cho. Nhà này tôi chỉ tin có mình nhất.
Chớ bà cả lông rài cũng làm tôi bực mình lung lắm. Mình nói vậy làm em thấy vui trong lòng. Em chỉ mong mình đừng có hất hủi, bỏ bê em. Mình như vậy thì làm sao tôi hất hủi được chứ? Hôm nay em hơi ê ẩm mình mẩy. Hay để em kêu con Mận vô đấm bóp cho mình nghe. Thôi chết. Em sực nhớ là con Mận nó đang còn bị nhốt ở dưới nhà kho. Phải chi á, có nó hầu hạ cho mình lúc này á thì hay biết mấy. Dạ thưa bà gọi con ạ. Đực à, chắc là con đã tỏ việc của con Mận. Dạ thưa bà, Mận bị quan thưa bà. Con xin bà hãy thương xót mà thả cô ra đi bà. Bà cũng muốn thả nó ra, nhưng mà Ngạc chưa biết tính sao cho phải. Đực à, bà thấy chỉ có một mình con mới cứu được con Mận thôi. Con cứu được cổ hả bà? Ừ. Dạ, vậy bà nói đi. Việc chi con cũng làm hết, miễn sao em Mận được bình an. Con hãy cùng Mận trốn đi cho thật xa đi. Càng xa càng tốt nghe con. Trốn đi hả bà? Phải. Khuya nay, con hãy đến cứu con Mận và bỏ trốn khỏi căn nhà này ngay lập tức. Hai đứa đi riết xuống bến đò, sẽ có người đưa tụi con qua sông. Nè, con cầm đi. Bà cho con một số vốn đủ để lập nghiệp và lo cho cuộc sống sau này. Con nhớ thay tên, đổi họ, rồi làm lại cuộc sống mới tốt hơn bây giờ nghe. Bà tin rằng con là một người đàn ông biết lo liệu mọi việc trong gia đình, sao cho đường hoàng, tử tế. Dạ thưa bà, chuyện này con không dám. Con sợ. Chơi bộ con muốn thấy con Mận bị bạc đãi, hành hạ suốt đời hay sao? Hay con muốn nó được cuộc sống hân hoan, phơi phới về con? Bà đã phân tách mọi việc rõ ràng, vậy con liệu tính sao cho phải thì tính. Nhưng mà con phải nhớ, nội trong đêm nay, nếu con không làm theo lời bà dặn, thì e rằng con sẽ chẳng bao giờ cứu được con Mận ra khỏi chỗ này đâu đó ra. Còn việc này nữa, con đừng nói gì trước với nó. Hai đứa cứ đi đến nơi rồi hãy phân bài. Đây là chìa khóa nhà kho và tiền để con lo kế sinh nhai. Con cầm đi, nhớ là đừng có để cho bà buồn lòng nghe chưa. Dạ thưa bà, theo lời bà dặn á, lát nữa tôi sẽ đục thủng một lỗ ở giữa chiếc ghe, rồi lấy vẻ nhét vô. Khi ra giữa dòng gặp nước xoáy thì mấy miếng vẻ sẽ không chịu nổi và bung ra. Và khoảng chừng một khắc thì ghe sẽ chịu không nổi và chìm luôn. Lúc đó giữa đêm khuya khoắt như vậy, dù cho cô ta có la làng cũng không ai đến cứu kịp. Tôi tin tưởng lắm mới giao cho ông việc này. Tôi nghĩ muốn chắc chắn, ông nên cho tụi nó uống nước, có pha chút thuốc mê, đặng cho nó mê man, không còn biết chi nữa. Dạ, dạ, tôi sẽ y theo như là bà dặn. Tôi đưa trước cho ông dạ, dạ. Một nửa số tiền như đã hứa. Dạ, dạ. Khi nào
thấy được hai cái xác trôi xong, tôi sẽ đưa hết số còn lại nghe không? Dạ, dạ. Đúng là trời giúp mình đó đã. Vài ngày nữa thì mọi người sẽ thấy xác của hai đứa nọ. Lúc đó mọi việc sẽ bị phanh phui. Bà cả sẽ mang tội lớn vì giúp sức cho con Mận với thằng Đực bỏ trốn. Thiệt là kế hay đó chứ. Vừa hại chết con Mận, vừa làm cho bà cả gánh hết tội về mình. Để coi chị sẽ bị xử ra sao nghe chị cả. À, thì ra là bà ba đây mà. Hôm nay sao rảnh rỗi đến thăm nhà tôi vậy? Thiệt đúng là rồng tới nhà tôm đó đà. Ông cứ quá lời. À, mời bà vô. Dạ. Mà đêm nay em không rời khỏi nơi đây á, thì ngày mai em lại không còn kịp nữa. Bà cả đã đưa chìa qua chìa khóa để cứu em ra, rồi sắp xếp cho tụi mình bỏ trốn nữa ra. Bà cả, cớ chi bà lại bày kế đàn anh cứu tôi chứ? Thì từ nào tới giờ bà cả cũng là người nhân từ đức độ mà. Bà thương cho hoàn cảnh tụi mình, cho nên bà mới biểu qua làm như vậy. Cứu được em ra rồi, qua sẽ đưa em tới một nơi thiệt là xa, để không còn ai làm hại em được nữa. Chứ anh không thấy nghi ngờ chi chuyện này đó? Có gì là đáng nghi đâu. Qua một lòng một dạ tin bà cả mà. Bà không có hại mình đâu em. Đi mau, nhanh lên, kẻo người ta phát hiện là chết đó. Tôi không có đi. Sao cớ chứ, em không muốn ra khỏi đây chứ? Bọn em không thương qua như đã nói sao? Em ở lại, người ta thay nhau hành hạ bí bạc em, rồi qua sống sao cho nổi. Đi đi mà, ở đây không có ai tốt với em đâu. Anh mau trở ra đi, coi chừng người ta lập trước hại anh đó đa. Thôi, mình đi riết ra bến đò cho bao, chứ giang ca ở đây là hư việc hết luôn đó. Tôi không thể trốn chui trốn nhủi như vậy được. Anh bỏ tay tôi ra đi. Không nghe tôi la lên bây giờ đó. Tôi không có đi đâu hết á. Mận à, bất đắc dĩ lắm ba mới làm như vậy. Đợi khi mình đến nơi an toàn rồi thì em sẽ hiểu ba làm như vậy vì thương em lắm đó Mận à. Sao? Mọi người có thấy không? Đi. 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 Đi.
Mày lớn gan quá ha, dám bỏ trốn khỏi nhà, bây giờ mới chịu ló mặt ra hay sao? Chị Hai à, nhà đang có khách đó. Thưa ông, việc này là như thế nào? Xin ông nói rõ để chúng tôi khỏi phải bỡ ngỡ. Cớ chi ông lại quen biết Mận và đưa về đây? Cổ là tôi tớ trong nhà này đó đa. Gia nhân của tôi á, vô tình cứu được khi cổ bị dòng nước cuốn đi. Lúc đưa về á, cổ mê man tưởng như không qua khỏi. May nhờ có thuốc thang kịp thời nên mới hồi phục. Sau khi cổ tỉnh dậy, tôi hỏi ra sự tình mới biết là người hầu của nhà ông hội đồng, nên tôi bèn đợi cho cổ dưỡng sức cho mạnh lại rồi tôi mới dắt cổ về đây. Dạ, nếu ông đã đưa về đây thì tôi xin thay mặt gia đình cảm ơn ông. Mận à, con ra sau đi, đợi chút nữa bà sẽ hỏi chuyện con. Dạ. Khoan đã, có chuyện này á tôi cũng tính bàn với mọi người. Thiệt ra đây cũng là việc nên xử cho khéo, đặng tránh sự đàm tiếu bên ngoài. Khi thầy thuốc tới khám bệnh á, thì tình cờ biết cổ có thai. Chắc là mọi người nên hỏi cổ để biết cái bào thai trong bụng á, là của ai. Cái quân đê tiện xấu xa, chắc là thằng Tiểu với thằng nào rồi có thai chứ gì. Thiệt là nhơ nhuốc mà. Em im đi, đừng có làm ơn sờm như vậy nữa, có hay ho gì đâu chứ. Bà Hai, bình tĩnh đi. Mọi người không muốn nghe cổ nói sao? Nè, cô nói đi, cái bào thai trong bụng cô là của ai? Dạ. Của ông. Cái gì? Mày dám đặt chuyện và ông đầu xuống đất trở gắn lên trời hả con kia? Gan mày to bao nhiêu mà mày dám đổ giấy cho ông hả? Con thề có trời chứng giám, cái bào thai này thiệt sự là của ông. Con xin ông nói một tiếng giùm con. Ông hội đồng, chuyện này có thiệt không? Ông nên lên tiếng đi chứ. Chuyện này tôi cũng tình thiện thưa với ông, là tôi cũng tính cưới Mận làm vợ lẽ. Vậy thì hay quá. Ông lấy cổ rồi á thì là danh chính ngôn thuận, không lo thiên hạ đàm tiếu bậy bạ. Vậy sẵn cổ đang mang giọt máu của ông thì nên làm đám cưới luôn cho tiện cả đôi bề. Không được. Dù nó có mang giọt máu của ông cũng không thể đường hoàng cưới xin gì hết. Cớ chi là như vậy hả bà Hai? Vì nó là con ở trong nhà này. Ông Vĩnh, chắc là ông cai tổng đã nói với ông việc này rồi. Ông muốn làm nghịch ý ông cai tổng hay sao? Như vậy á, có khác chi ông bỉ mặt ông cai tổng chứ. Thì ra bà là người đem chuyện nhà đi Thái Lai đó sao? Tôi thấy chuyện này làm nhơ danh dòng họ và mang tai tiếng đến cho gia đình, nên không chịu được. Chị cả, em Tư, hai người giống ý tôi mà. Thấy việc cặt trẹo vậy thì nói đi chứ. Mình à, em thấy mình nên suy xét lại. Mình có thể cưới thêm vợ lẽ, nhưng không nên lấy một người có thân phận thấp hèn như tôi tớ trong nhà. Việc này e lành ít dữ nhiều đó đa. Tôi thấy việc này ông nên suy xét cho cẩn trọng. Tôi không phản đối, nhưng cũng không đồng tình với cuộc hôn nhân này. Tôi có linh tính sẽ có chuyện không hay xảy ra tới gia đình này nếu ông cứ khăng khăng đòi cưới con Mận. Việc bà cả lo lắng chưa chắc đã là sự thật. Có thể bà rối trí, định tâm bị bất an đó đà.
Cái khó ở đây á là về thân phận của cô Mận. Cưới vợ mà không môn đăng hộ đối thì cũng phiền. Nếu ông đã nói vậy thì tôi không còn gì để nói thêm. Cả ông cũng thấy rõ ràng là không môn đăng hộ đối mà. Nhưng cũng không phải là không có cách hóa giải. Ông Vĩnh đây là chỗ thăm giao, nên tôi sẵn lòng làm mọi việc vì ông. Nếu ông thiệt sự muốn đám cưới này diễn ra và nhận lại giọt máu của mình, thì tôi sẽ giúp ông lấy vợ mà không có một lời dị nghị. Nếu mà được ông giúp thì hay quá. Mọi người đều ngăn cản cuộc hôn nhân này là vì ngại thân phận tôi tớ của cô Mận chứ chi. Vậy thì sao mình không cho cổ một thân phận mới xứng đáng hơn? Ý ông là sao tôi chưa được tỏ, xin ông nói thêm. Bà cả, nếu bây giờ tôi nhận cô Mận đây làm con nuôi thì thân phận của cổ đâu thể gọi là thấp hèn. Một khi đã là con gái nuôi của Hương cả tôi thì chuyện lấy ông hội đồng á, có cái gì mà không xứng chứ. Sao lại như vậy được? Đây là việc thay đen đổi trắng mà. Thiên hạ ai cũng biết nó là kẻ ăn người ở trong nhà. Đó là chuyện của ngày trước. Còn bây giờ á, tôi là người cứu mạng cổ, nên cổ cảm kích nhận tôi làm cha nuôi. Việc này ông thấy sao hả ông hội đồng? Tôi luận vậy ông thấy có lý không? Ông luận như vậy có lý quá, mà cũng thuận với ý trời đó đa. Mận, sao em không mau lại tạ cha nuôi đi? Dạ, con xin cảm ơn cha nuôi. Chà chà, tôi không ngờ mọi việc lại tốt như vậy. Giờ thì mọi người yên tâm chưa? Hết sợ thiên hạ cười chê hay đàm tiếu rồi chứ? Ông hội đồng này cưới vợ là con nuôi của ông Hương mà. Tốt quá đà. Nhưng mà bà hai còn vướng mắc chi sao? Cưới cho đây là ý trời, nhưng đã tiền dâm hậu thú như vậy á thì chỉ có làm đám thú phạt thôi, không có được làm lễ cưới gì hết đó đa. Thôi, tính vậy cũng đặng. Ông hội đồng nghĩ sao? Ông nói chí phải, tôi sẽ làm theo ý ông. Mời ông. Chị mừng cho em đã quay về với vai vế là bà Năm. Mọi việc là nhờ chị sắp xếp nên em mới có được ngày hôm nay đó đa. Em mang ơn chị lung quá. Suốt đời này em sẽ mãi mãi mang ơn chị mà không biết lúc nào trả cho hết. Chị cũng không mong gì nhận được đền đáp của em ở kiếp này. Nhưng mà còn việc em có thai là sao? Chị cũng không nghĩ ra được cái này nữa. Dạ, đây không phải là mưu kế chi hết, mà là sự thật chị à. Ý em nói, cái thai là có thiệt đó. Vậy đúng là trời đã giúp em rồi đó. Chị à, em phục chị lung quá à. Việc chi chị cũng thông tỏ, y như là biết trước vậy. Chứ có phải mưu kế của bà hai, bà tư, chị cũng đoán được không? Chị đã đoán trước, nên mới tương kế tự kế, đưa họ vào bẫy. Trong khi họ cứ nghĩ, mọi việc đã đâu vào đó như họ sắp xếp. Hèn chi, họ không nghi ngờ chi hết, nên mới bị mình lợi dụng sơ hở, gài họ vô thế bí như vậy. Việc chị lập kế cho em làm con nuôi ông Hương, quả là không ai nghĩ ra được đó.
Chị thiệt là thông minh. Giờ này chắc mấy người đó đang dẫn đến thất trí đó đã. Nhưng chị lại nghĩ khác. Họ không để yên cho mình đâu em à. Chắc là đang toan tính bài kế khác để hại mình đó. Em không ngờ họ lại dám làm những việc thất nhân ác đức đến như vậy. Một lúc muốn giết hai mạng người. Cũng may mà có chị giúp. Bà hai tuy ác khẩu, nhưng không dám hại người như vậy đâu. Tất cả mọi việc là do Thanh Thanh bài mưu gian kế độc. Người đàn bà này thiệt là ghê gớm. Chuyện chi cổ cũng dám làm. Mận à, em hãy ráng cẩn thận nghe không? Họ đã nếm đòn đau, thì sẽ trả thù còn tàn nhẫn hơn đó đa. Em không sợ chi hết. Có trải qua nạn kiếp thì em mới biết là mình cần phải làm gì đặng có thể sống sót. Em nghĩ được như vậy thì chị yên lòng rồi. Em có thêm việc này muốn hỏi đặng chị. Có phải em muốn hỏi sao chị lại giúp em lên làm vợ ông chứ chi? Em nghi ngại sao chị không ghen mà lại giúp tình địch của mình, phải không? Chị sống với ông đến nay cũng đã rành tánh khí của ông rồi. Không có em Mận thì cũng sẽ có Đào hay Lựu thay thế mà thôi. Chi bằng không cản được dục vọng của ông thì chị thà để em vô chỗ đó còn hơn là để người khác chen vào. Hai chị em mình đùm bọc nhau thì mới đặng sống yên ổn trong cái gia đình đầy ganh ghét thù hằn này. Dạ, em đã thông tỏ tâm ý của chị rồi. Em hứa em sẽ luôn nghe lời chị. Từ rài, giàu sang hay phú quý gì, chị em mình cùng chia sớt. Được như em nói thì còn gì bằng. Thank you.
Từ từ thôi em. Bà Phương. Dạ. Xuống bếp bưng tô cháo gà ác hầm hột sen lên cho bà Năm ăn. Dạ. Tôi kêu ông Tam nấu riêng cho em Năm ăn đặng bồi bổ. Món này á tốt cho đàn bà mang thai lắm nghe. Em Năm, em ăn đi cho nóng. Thỉnh thoảng á, chị cũng biểu lão Tam nấu cho vợ thằng Tân ăn. Ngon mà bổ dưỡng lắm đa. Em Năm, có chị cả chăm sóc như vậy, thiệt là có phước. Em cũng nên cảm ơn chị, nghe không em? Dạ, em cảm ơn chị. Thôi, em ăn đi. Ê, bà Năm! Tôi xin bà đừng ăn tô cháo này. Chuyện chi vậy lão Tam? Không lẽ cháo nấu chưa chín? Dạ không. Tại tôi nghi trong cháo có miệng chai. Lão Tam. Dạ. Ông nói cho rõ sự tình. Dạ. Việc này là sao? Dạ, tôi thưa ông, tôi nấu cháo cho bà Năm theo lời dặn của bà cả. Lúc cháo chín tôi múc ra rồi đi xay chút tiêu bỏ vô cho thơm. Ai dè tới khi quay lại á, ai đã múc chén cháo ra rồi. Tôi tính đem nồi đi rửa thì có cái chi giống như miếng chai xay nhuyễn chín trên miệng nồi. Tôi nghi ngờ nên vét chút cháo còn lại coi thử, thì đúng là miếng chai lợn cợn ở trong đó. Dạ. Ai mà dám làm chuyện thất nhân này chứ? Bỏ miếng chai vô cháo đang cho bà Năm đó bụng phải không? Dạ thưa ông, tôi nghe nói đây là cách hại người đàn bà mang thai rất là nguy hiểm. Một khi mà họ ăn miếng chai vào trong bụng á, thì sẽ làm cho người ta đau bụng rồi trục thai ra ngoài. Ông là người luôn có mặt ở dưới bếp. Dạ. Ông biết ai làm chuyện này, mau chỉ mặt. Dạ, lúc trở vô á, thì tôi thấy một bóng người lảng vảng quanh bếp. Người đó là ai? Dạ, là con Mùi. Con Mùi đâu? Lôi nó vô đây cho tôi. Cái thứ đầy tớ, dám làm hại chúng nhà hả? Mày nghe tao nói đi, mày phải khai ra sự thật cho rõ ràng. Bằng không, tao sẽ kêu lính công đầu bỏ tù mày mặc kiếp đó ra. Có phải chính mày làm việc tài trời này không hả? Dạ, con lại ông. Ông tha cho con. Con biết tội của con rồi. Mùi à, tôi biết Mùi không có gan làm chuyện như vậy. Cớ chi mà bày kế cho tôi ăn cháo trộn miếng chai, đặng hại con tôi chứ. Chắc Mùi cũng có điều chi giấu kín trong lòng. Hay ai đó ép Mùi đặng hại mẹ con tôi. Mùi có biết làm như vậy là tội nặng lắm không? Mùi mau khai ra, chứ không lẽ một mình phải gánh tội hết đa. Chờ, mày còn chờ gì mà không mau nói ra đi. Ai đã xúi giục mày làm chuyện thất đức này? Ai là người lập mưu bày kế cho mày hư? Có phải là người trong nhà này không? Nói. Dạ. Con lại bà, con có lỗi với bà. Mùi, chớ làm gì kỳ quá vậy? Sao tự nhiên lại tôi? Bà hai kêu con á, đổ tội cho bà nếu như sự việc bị bại lộ. Nhưng con không đành lòng, con sợ làm vậy con còn mặt mũi nào con nhìn bà nữa chứ. Ý mày nói kẻ bày trò này là ai?
Dạ. Dạ. Là bà hai. Ý, cái con này, mày láo xược quá đa. Cớ chi mà mày lại đổ hết tội xuống đầu tao chứ? Tao xúi mày hồi nào? Chính nó đã xúi mày mà. Bà ơi, việc đã lộ rồi. Cái con này, bà làm thì bà nhận, chứ bà đừng có đổ oan cho bà Tư. Bà buộc con khai gian, ngặt con không đành lòng thấy người khác bị oan. Mày nói điên gì chứ? Tao xúi mày như vậy hồi nào? Phải không? Phải không? Phải không? Con này tao xúi mày hồi nào? Bà hai đó. Nó nói láo đó. Ông đừng có tin nó. Mùi, có phải nó đã cho mày tiền rồi dụ dỗ mày đổ tội cho tao phải không? Thành Thành, tôi có thâm thù gì với cô đâu mà cô hại tôi như vậy hả? Con người của cô thiệt là thất nhân. Cô dám bày mưu hại người, sao không dám nhận tội hả? Dạ, con đâu có dám nói lâu. Bà hai, việc bà biểu á, bà Năm ăn canh mù ngót rồi cố ý mất cái giọng, đặng bà Năm ngồi lên sẽ đứt, là do bà biểu con làm mà. Việc này bà cả cũng đã tỏ đó đa. Bà cũng biết hả? Dạ, tôi biết. Và đã khuyên răng ngăn cản em hai. Nhưng thiệt là chứng nào tật nấy. Tôi nghĩ em Tị Hiềm ganh ghét với em Năm. Tôi đâu có dè em tàn nhẫn, mất nhân tính như vậy với em hai. Cái kế của em thiệt là thất nhân ác đức. Mấy người á, to rạp để hại tôi mà. Ông à, ông đừng có nghe lời bọn họ. Tôi bị quen. Tôi có xuống để cắt giọng, có xuống để nấu canh bồ ngót. Nhưng tôi không có xuống để lấy miệng cha trộn vô cháo. Tôi không có, tôi không có. Lão Tam. Dạ. Kêu lính vô đây. Dạ. Mình à, việc này quả thiệt là bất nhân, nhưng cũng do tính ích kỷ, ghen ghét của đàn bà. Cũng may mà em Năm cũng chưa có bị hại. Hay là mình nên coi lại, chứ làm to chuyện sẽ rầy rà lắm đa. Em ba nói đúng đó mình. Phải chi tôi nhất quyết làm rõ mấy chuyện trước đây thì đã không xảy ra thêm những chuyện như vậy. Xem ra tôi cũng có can dự trong chuyện này. Rủi lính tới đây mà tra xét á, thì lôi thôi lắm đa. Không lẽ người trong nhà lại bị tra vấn, đối nại y như tội nhân sao chứ? Con xin ba, con nghĩ má hai chỉ nông nổi nhất thời, chớ nào giờ má đâu có làm việc thất nhân như vậy. Ba đừng làm lớn chuyện tội nghiệp má hai. Lụa, lụa. Giam bà hai với con Mùi lại. Việc này để tôi tính. Dạ. Ông Hà quen tôi lắm mà. Ông quen tôi mà. Ông tôi không ở chỗ này được. Cho tôi ra khỏi đây đi. Có ai đó không? Đưa tôi đi gặp ông Hội Đồng đi. Ông à, tôi không có làm chuyện thất đức đó mà. Người ta đổ oan cho tôi mà. Mở cửa cho tôi ra vào, chứ tôi sợ lắm. Chắc tôi chết quá. Bà hai, bà ngưng han giảng đi. Không có ai nghe bà nói đâu. Bà nên dành sức nghỉ ngơi đi, chứ đêm dài lắm đó đà. Mày còn dám lên tiếng nữa hả? Mùi, tao đâu có bạc đãi mày. Cứ chi mày lại hại tao đến nông nỗi này chứ? Mày hùa theo tụi nó đặng đẩy tao vô chỗ chết hay sao? Thành Thành, nó cho mày bao nhiêu tiền hả? Còn con Mận,
Mày theo nó để được lợi lộc gì? Cớ gì mày lại giúp tụi nó hả? Mày không nhớ khi bị nó tát xương mặt xương mày, chỉ có tao là người đứng ra binh vực cho mày sao? Phải, nhờ có bà mà tôi mới được người ta tát tới trào máu đó đa. Rồi cũng nhờ có cái uy của bà mà tôi mới bị chôn sống nữa. Mày nói cái gì hả? Cái quân phản phúc kia. Đi chợ về hả Mùi? Tôi làm chi á, thay kệ tôi. Mắc mớ chi tới cô chứ? Cớ chi thấy tôi á mà né tránh như vậy? Cô sợ tôi rồi sao? Mận, cô đừng có phách lối lên mặt với tôi nghe. Bộ cô tưởng làm bà Năm rồi, ỷ vô cái thai rồi muốn làm trời làm đất gì cũng được hay sao? Tôi không nể cô đâu. Cô nói hay lắm, tôi thích cái tánh thẳng thắn của cô đó nghe. Nhưng tôi không ưa tới gần cô. Tránh ra cho tôi đi. Mày tưởng có thể đè đầu cởi cổ tao được sao? Ra là cô hả? Cô bày trò hại tôi sao? Cô thấy làm sao? Có thích không? Sao cô làm việc đê tiện này chứ? Tưởng như vậy là dọa được tôi sao? Ừ, như vậy á sao làm cho cô sợ được? Phải thêm chút đỉnh cho vui hen. Mận, cô định làm gì? Mợ, cô làm gì vậy? Cô đừng làm bậy nha. Mợ, cô làm gì vậy? Mợ, cô có biết vật chi trong này không? Tôi nghĩ chắc là vài ba con rắn chi đó. Tôi cầm mà còn thấy ghê. Không biết rủi tuột tay nó rớt xuống thì sao chứ? Nè, cô đừng làm bậy nha. Tôi có làm chi mà bậy đâu nè. Cái này á là do tôi tuột tay rớt mà. Mùi, trước đây cô đối tôi thế nào á, cô biết rõ hơn tôi. Tôi đã thề với lòng, sau khi tôi leo lên được cái địa vị cao sang này thì người đầu tiên tôi báo thù sẽ là cô đó đa. Có ai không cứu tôi với? Có ai không? Giờ tôi tỏa ý rồi, tôi sẽ hại cho cô chết mới thôi. Tôi xin cô mà Mận. Mận ơi. Bà Năm, xin bà tha cho con.
Bà kéo con lên rồi bà đâu. Con biết lỗi của con rồi, xin bà tha cho con. Chắc mày nghĩ tao sẽ thù mày và không tha cho mày chứ chi. Thiệt ra tao cũng muốn hại cho mày chết lắm, nhưng mà nếu tao làm như vậy thì có khác gì tao ngang hàng với mày. Mùi à, tao đã tha cho mày thì đổi lại mày phải giúp cho tao một việc. Dạ, bà biểu bằng gì? Con cũng bằng hết á. Miễn sao bà đừng có thù con nữa. Tao biết chủ của mày muốn tao chết phức cho xong, cho nên không ngừng nghĩ kế hại tao. Mày phải nói thiệt cho tao biết là bà đang toan tính việc chi. Bà muốn con phản bội bà hay sao? Bà mà biết được bà giết con chết đó bà. Vậy thì mày cũng nên nhớ, nếu như mày không giúp tao thì mày cũng chết không toàn thây đó đa. Tao nói thì tao sẽ làm. Vậy nếu con học lại bà chuyện này thì tội lỗi trước đây của con bà sẽ bỏ qua hết, bà sẽ bỏ qua hết cho con sao? Tao hứa là sẽ bỏ qua hết để mày sống yên ổn. Nhưng mà còn 6 cái tát mày tát tao trước đây thì tao không thể bỏ qua được. Tao phải trả cho mày đủ 6 cái. Xem như huề nghe không? Mày cầm chút đỉnh tiền đi bốc thuốc uống cho đỡ sưng đi. Tao cũng hơi mạnh tay, nhưng nếu không làm như vậy làm sao bà Hai với bà Tư tin mày mà thù tao tới tận xương tủy. Thấy mày như vậy tao cũng tội nghiệp. Nhưng nói thiệt, tao tát cũng sướng tay quá đà. Bây giờ bà muốn tôi làm gì đây? Mày phải lập trước kéo hai người đó lại gần, rồi nói vài lời gièm pha, đặng họ thù tao luôn nữa. Chắc chắn họ sẽ tức tối mà bày kế hại tao đó đa. Mày nhớ phải làm chu đáo việc họ giao, có vậy họ mới tin mày thiệt lòng muốn trả thù riêng. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm theo lời bà dặn. Để coi mấy người còn ra mặt thị huy được bao lâu nữa. Bà cả thì nhân từ, còn bà ba thì nhu nhược nên mấy người được lời chết đi. Chờ đó, cứ từ từ mà nhận quả báo. Con Mận này sẽ ra tay trừ gian diệt ác. À quên, bà Năm sẽ trừng trị bà Hai và bà Tư mới đúng chứ. Chứ mày thông đồng với tụi nó hại tao từ khi nào hả? Có phải tụi nó bày mưu sắp kế đâu ra đó rồi biểu mày dụ tao rơi vô bẫy chứ gì? Mày nói đi chứ. Tao thì có mắt như mù, rõ ràng là mày a tòng với tụi nó. Từ khi xảy ra chuyện tao canh với cái võng mà. Tao nói đúng không? Mày có nói với họ theo lời tao dặn không?
Chứ dòm họ lúc đó ra sao? Dạ, khi nghe tôi nói mấy lời cay độc y như lời bà dặn, họ giận luôn lắm. Chứ họ đã sắp kế gì chưa? Ai cũng nhắm vô cái thai của bà để triệt cho bằng được. Vì họ biết đây là cái bùa hộ mệnh của tao mà. Nhưng kế của họ là chi? Dạ, bà hai nói đợt bà có thai nằm giọng mà bị đứt té xuống thì rất dễ bị hư thai đó đa. Vậy á, muốn biết có đúng hay không thì làm thử rồi biết chứ chi. Ý bà nói bà biểu sao á thì mày cứ làm theo đi. Sau việc cái giỏng không thành thì bà hai có kế chi nữa không? Dạ, bà tức lung lắm. Coi mồi, bà còn muốn tìm kế khác đặng trả thù. Có điều, bà sợ bà cả nghi ngờ nên còn chưa dám ra tay. Đúng thiệt là bà hai. Vậy Thanh Thanh thì sao? Tôi thấy bà Tư có vẻ là đang chờ bà hai ra tay, chứ không có nói năng chi. Tao thừa sức biết tâm trí của mấy người đó. Bà hai tuy ăn nói sẵn sớm nhưng lại rất nhát gan. Còn Thanh Thanh thì bụng dạ hiểm ác, nhưng không làm việc hồ đồ. Để coi, chắc tao phải lập kế đặng họ ra tay cho nhanh. Bà tính làm gì? Mày về mách với bà hai là ăn canh bồ ngót sẽ bị sảy thai. Sau đó tao sẽ nói thấy trong người nóng bức, đặng nhờ bà hai bày ăn món chi cho má. Tao sẽ lấy cớ bị mệt không xuống ăn cơm. Mày chờ tới khi bà cả có mặt rồi bưng mâm cơm vô phòng cho tao, nghe không? Dạ, tôi nhớ rồi. Vậy bà còn dặn gì thêm nữa không? Không, nhớ làm theo lời tao dặn là được rồi. Dạ, tôi biết rồi. Sau khi bà hai ra tay không thành thì sẽ tới lượt mày phải không Thanh Thanh? Tao phải chọc giận mày đặng mày lộ ra cái tâm địa bất chánh độc ác chứ. Mày dám sai người đục thùng gây hại tao chết sao? Mối thù đó tao sẽ không quên đâu. Để coi ai là người chết trước nghe Thanh Thanh. Tao thù mày, tao hận mày lung lắm. Tao mà ra khỏi nơi đây thì mày biến tay tao. Thiệt là nuôi ông tay áo mà. Trời ơi, sao lâu nay tao không nhận ra lòng giả hiểm độc của mày chứ? Ai đó? Có phải bà Phương không? Thằng Hải hay thằng Đực hả? Ông hội đồng biểu ra đưa tao vô nhà tranh phải không? Cô xuống đây làm chi? Xuống để tận mắt chứng kiến đặng bỉ mặt tôi hay sao? Chị hai à, chị đừng nói như vậy. Em đâu phải là người hẹp hòi cố chấp. Vậy chứ cô muốn gì? Làm bộ nhân từ xuống nói vài lời thương hại tôi sao? Tôi không cần đâu. Ai mà thương hại em đâu. Chị cả. Chị cả ơi, em bị oan mà chị. Chị đi nói với ông giùm em đi chị. Rồi em sẽ kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho chị nghe. Chị xuống á là cũng để mở cửa cho em nè. Em lên phòng tắm rửa sạch sẽ đi. Dạ, em cảm ơn chị cả. Chỉ có chị nói thì ông mới chịu nghe thôi. Mà cũng chỉ có chị
mới cứu em ra khỏi cảnh quan ức này. Em lầm rồi. Người khiến ông suy nghĩ lại và bằng lòng tha cho em đó là em ba đây. Em nên cảm ơn cổ. Lệ Hằng giúp tôi sao? Chị cả à, chị em mình dầu sao cũng là vợ của ông. Đã sống chung một nhà rồi thì phải biết thương yêu nhau chứ. Chị cũng nói giúp chị hai, chứ đâu chỉ riêng em. Thôi, chuyện đó Hà Hồi phân giải. Bây giờ cũng đã khuya rồi, em hai về phòng tắm rửa rồi ngủ đi. Sớm mai á, hãy qua xin lỗi ông. Dạ. Bà cả, bà ba, con lại hai bà, xin bà thương con. Con là phận tôi tớ hèn mọn, chủ sai thì con phải làm, con đâu có dám cãi. Con lại hai bà cứu con với. Bà cả, bà ba. Đã được ra khỏi đây rồi. Mày liệu đó. Coi chừng bả thù mày rồi kiếm chuyện hành hạ đó đa. Dạ. Nhưng mà bà cũng nên dè chừng. Bà hai cũng hận bà lung lắm. Bà nghĩ chính bà đã xúi con làm việc này, nên sẽ không bỏ qua cho bà đâu. Ôi, tao còn lạ gì bả. Chỉ được cái miệng hay nói, chứ làm gì được tao. Có điều việc mấy người kia xúm vô xin tha tội cho bả, chẳng qua họ muốn nhìn tao với bà hai gây gỗ với nhau, chứ không phải họ quảng đại hay rộng dung chi hết. Chàng ơi, nghe bà nói còn thấy ớn quá. Tao nói thiệt, ở cái nhà này ai nghĩ gì tao biết hết. Ở bên ngoài đối đãi tử tế với nhau, chứ bên trong chỉ toàn là ganh ghét tị hiềm. Họ muốn chết bớt còn không hết, chứ hơi sức nào để tâm tới người khác. Con thấy bà cả thì phúc hậu nhân từ, còn bà ba thì ngó bộ hiền lành nhẫn nhịn. Không lẽ lòng dạ của họ lại thâm độc như vậy? Mày cứ để từ từ rồi coi tao nói có đúng không. Có câu biết mặt mà không biết lòng đó đa. Nhưng thôi, mượn kệ bọn họ, có cho họ hợp sức lại cũng chưa chắc làm hại được tao.